Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Abivin từ Việt Nam đã vươn mình ra khu vực với sự hiện diện ở 3 quốc gia khác là Singapore, Myanmar và Indonesia. Sứ mệnh của chúng tôi là tối ưu hóa chuỗi giá trị của thế giới để giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đổi mới công nghệ, chúng tôi tự hào giới thiệu nền tảng quản lý tối ưu logistics mới nhất của mình, Abivin Virus 4.0. Đây là giải pháp toàn diện để tối ưu các hoạt động logistics dành cho 5 đối tượng chính trong chuỗi cung ứng. Đó là các nhà vận hành cảng, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và nhà vận tải. Abivin luôn tìm kiếm lời giải cho những bài toán mới, áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để hỗ trợ con người vận hành chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Chúng tôi hân hạnh nhận được sự tin tưởng từ khách hàng trong nước và quốc tế như Tân Cảng Sài Gòn, Habeco, Cotecon hay Cospa Logistics. Abivin sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn, luôn sát cánh và hỗ trợ bạn từ việc lên kế hoạch vận chuyển đến theo dõi từng chuyến hàng, để cùng bạn hướng tới một kỷ nguyên mới về công nghệ logistics.